chị lấy khiêm tốn mà nhà đồ đưa lấy nhà có điều kiện mà chồng nọ chồng kia, nhưng chị đâu bao giờ chị ấy đâu, mà chị ấy đi chơi một mình nhờ nói chuyện, không phải ăn uống nữa, không phải là như kiểu như người ngoài. Chị Mai còn hơn cả người bình thường ấy. Người bình thường thì không có gì thế nào tinh kiệu ấy. Nói chị Mai chưa. Chưa gọi điện cho chị Mai này. Chị đấy lần trước cũng vụ chứ cứ hỏi hỏi cái gì đấy. Đồ mà đặt. Chị Mai chị tốt tính thật. Mẹ vợ xuất như giản dị còn quá cả người bình thường ấy. Nhà mình yêu trời chị ít nhất là giảm ra mọi thứ ấy. Bao nhiêu tiền là chị ra anh ơi? Thôi cứ không cần đâu. Không, cái này cứ bao nhiêu tiền người đi ra. Qua đây hôm qua đổ tủ lạnh. Chị con đi em ra ngoài em chẳng gì.
Gọi cái gì đây?